Ok, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với phần chúng ta chưa đang chơi phần 14 nhé. Có thể chơi phần 15 chứ. Thì ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình mà tạo ra Colabra. Ok, bắt đầu nào. Tìm lối thoát. Lúc này là linh hồn của chúng ta điều khiển, không phải là Colabra mà là có lẽ là tôi không biết nói như thế nào nhỉ. Không được. Chữ gì đó và tôi không biết. Không được mẹ. Chữ S linh hồn có đang điều khiển bây giờ chính là tiền kiếp của Galora phải không? Qua ok, dao cá cầu đô nào đó. Ok, em có ba cái nén rồi. Vậy làm gì nhỉ? Dạ rồi thôi. Ồ. Lá thư nữa. Entini con cá linh hồn trứng sâu gì đó. Enlighten me. Chim. Đốt nén mà mở ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ không bắt được. Đặt cá vào. Quan gì vậy? Chúng ta đang ở trong kiếp chúng ta vào vô được. Bây giờ vô rồi. Thì chúng ta sẽ vào linh hồn cá. Chắc may mẹ em. Hình vuông. Hồ. Hay là màu trắng hả? Ok, nào. Nó cái gì vậy?
Nhìn tôi hơi tanh. Phần này chúng ta chả cần phải dịch gì trơn. Tôi méo hiểu không? À hiểu rồi. Nó hiểu từ từ trái sang phải. Ok. Hiểu rồi. Là chìa khóa. Rồi sao? Biết đây bằng cài của ai không? Theo suy đoán rồi đây chính là bằng cài của Rosa. Đây chỉ tìm được trong cái gốc cây là bắt mạng dao rồi. Như người này chúng ta đang điều khiển đây chính là tiền kiếp của Laura William Vanderbilt. Ta xem thử cái đèn hầu của tam gia. Ba giờ năm năm. Hết bình nhiệt. Ok. Có ba cái chứ mày. À mà khi mình không bỏ lên hầu vô thì đó không phải là cái đang cấu đâu, có nghĩa là rất đơn giản không có gì. Giống một sự hy sinh. Vòng xoay luân hồi.
Ăn nhầm biết mọi người. Thêm cho con cá nữa, con cá vẫn không biết. Cái này nè, trời. Đây chính là rõ ràng rồi, đó chính là William Vanderbilt, giống sẽ lấy nước. Con sâu lên hồng sâu. Hôm nay cần cái tu vi quá. Gmail. Holy fuck. Nhắn này vô. Phải. Lùi lùi cho đi. Không biết nữa. Thấy giao được.
ba đồ lắp lắp ống nước để mà biết mà. Quả trứng giờ mới tìm ra mọi tôi mới vô mồm ổng không kiếm được một quả trứng. Thấy tự do tất nhiên rồi, mày chơi con chim mà. Hát thằng lần con cá
quá. Khi mùa hồ chỉ hướng nam. Ok, hiểu rồi. Ngoài afternoon. Evening. Dài lắm. Ok. Quỷ nó mất tiêu rồi. Rise sao lại thức dậy? Tôi thấy nó khinh khí thật, khinh khí cầu đúng không? Hey. Ok, nó bay bay rồi. Thu. Cái căng. Di chuyển được. Đem gì? Khoan, Quảng Dương. À mà chưa được. Thôi cứ để cái cần này thôi. Thì cái cục này bằng một đúng không? Sau bằng không, thăng lên bằng màu. Ok, cá là 4, 3, what the fuck. Ô 1 3, 4. Ok. Cát à? À chắc, chắc nhét vô đây. Không bốn hay không ba bốn hay không ba không bốn một năm gì không bốn một năm có vẻ hợp lý. Evening. Oh hey. Thank you.
Ok, mẹ nhầm tí. Morning. Holy fuck. Nhưng mà vấn đề bây giờ phải tìm ra cái lông quá đã. Hay cho nó hạt hướng dương. Ok, tôi cho nó hạt hướng dương và nó. Mai sẽ chuyển sang buổi tối. Tối mấy giờ qua mẹ? Ok xin rồi, tôi quay lại cho lại. Tôi đang đọc lại cái thứ quần què đó. Bên phải. Phải thẳng. Phải thẳng trái. Thẳng. Thẳng phải. Phải thẳng trái thẳng. Lùi. What? Ok mẹ. Dạ nãy giờ xong. Cái lá thư nó đầy ẩn ý quá mọi người. Vậy làm Colora mang cho mình tiền kiếp của William Van Der Boom đã ra đời. Đó chính là em bé. Đây là chính là Colora. Và đưa bé dần nổi lên ở trong trang hồ Rudelach. Và người đã bế đó chính là cô Roser. Ok. Video này kết thúc rồi. CN Ok. Và tập cuối của Relax này. Mày chưa phải tập cuối đó. Bởi vì họ về phát triển thêm cốt truyện. Tôm cửa sổ đã biết. Ok thầy mời nha. Hôm sau ta sẽ chơi phần 14 của Rudelec, chính là The White Door, một phần cũng khá hay.